Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung hoàn thành công tác nhân sự của nhà nước, quốc hội, chính phủ. Ngày làm việc đầu tuần hôm nay mùng 5 tháng 4, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Phân công của chủ tịch Quốc hội Buổi sáng, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Sau đó Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Ngay sau khi thông qua nghị quyết, Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ buổi chiều quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu thủ tướng chính phủ và tiến hành bầu thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu sau đó quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bầu thủ tướng chính phủ ngay sau khi nghị quyết được thông qua thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ